Nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì hai chị em tụi mình thật sự rất là vui mừng và bất ngờ nữa khi mà gia đình của bé Nhung được một cái phần quà rất là đặc biệt luôn các bạn ơi, đến từ Mạnh Thường Quân, đó là chú Vinh Alan. Thì rất là may mắn luôn khi mà mỗi lần mấy chị em đi phát quà nè, rồi phát những cái phần thức ăn đó, thì bé Nhung cứ chạy lại và lấy những cái phần thức ăn đó cho cả em và bà của em nữa. Nên là chú Vinh Alan thấy rất là thích em luôn, thấy em rất là dễ thương nữa, nên là có một cái món quà muốn dành tặng đến cho bé Nhung nha. Bây giờ xin mời tất cả cô chú, anh chị, các bạn cùng vào nha. Dạ. Dạ. Đi thôi. Xin chào. Chạy ra đây. Chạy ra đây. Xin chào. Ôi giỏi quá trời luôn. Hôm nay đến thăm nhà Nhung, Nhung vui không? Vui. Vui hả? Dạ vui. Dạ vui. Rồi Nhung vô đây với chị. Rồi chào chị nha chị hai. Dạ. Dạ. Chào chị. Đang làm cái gì đó chị? Lật hành. À ngày nào cũng lật gì đó hả chị hai? Giới thiệu với các bạn nha, đây là chị Hai Thuận, là mẹ của bé Nhung đó. Dạ, chị Hai có thể bỏ đó chút xíu, mình qua nhà nói chuyện xíu nha. Dạ, mời mình vô thôi. Nhung bỏ dép ra. Nay tụi em đến nhà có vui không? Bỏ tăng động. Trời em mất cỡ nữa. Nghe đây. Đây nè con. Rồi Nhung ngồi xuống đây, Rồi lại đây ngồi nha, ngồi xuống. Thôi không được. Nè. Rồi ngồi xuống, con trai ra đây. Rồi chị qua đây ngồi với lại Nhung nha. Rồi đây, rồi Nhung ngồi ở đây, rồi đúng chỗ rồi đó. Hôm nay tụi em đến, chị Hai Thuận có bất ngờ không? Bất ngờ luôn, kinh hẳn luôn hả? Dạ, hồi đó giờ thì cũng đi ngang đây nhiều lần rồi, nhưng mà không biết là gia đình của chị là bao gồm là mấy thành viên vậy hả chị Hai? Bốn người. Là hiện tại chị sống với ngoài bé Nhung còn ai nữa? Còn anh Hai đó, với anh Hai. Mẹ với cha. À, mẹ với ông cha. Dạ. Không biết là ba của em đâu rồi hả chị? Đi mặn rồi hả? Giấc ăn á. Giấc thức ăn. Rồi có ở chung với mình không hay là lâu lâu mới về một lần? Buổi sáng đi chiều về rồi. Sáng đi chiều về rồi. Dạ. À, vậy là nhà chỉ có hai anh em thôi. Hai anh em rồi. Dạ. Người anh thì năm nay học lớp mấy rồi? Núp ở trong kia kìa. Lớp 1, trường tới lớp 2 nè. Dạ, còn bé Nhung? Mới chưa có học. Chưa có học hả? À, Nhung năm nay là bao nhiêu tuổi nè? 5 tuổi rồi. 5 tuổi hả Nhung? Năm à. Dạ. Rồi hàng ngày ở nhà là ngoài lặt hành ra chị còn làm gì nữa không? Chừng mẹ đó. Chừng má mẹ. Bệnh đó. Ờ. Lo cho bà chừng hai đứa nhỏ này nè. Dạ. Rồi ở nhà là ông xã đi làm với thức ăn, nó ngày được khoảng nhiêu tiền hả chị? Ờ, mỗi mấy chục ngàn cũng có nữa. Mấy chục ngàn? Mỗi ngày sớm có 80 ngàn. Dạ. Là lúc nào cũng có thức ăn để mình đi hay là lâu lâu mới có một lần chị? Là không giấy nữa. Thứ hai là nghỉ một bữa. Nghe đây nè, thứ hai nghỉ bữa. Rồi ở nhà là nghe nói là bà của bé là bị bệnh tai biến hả chị? Rồi Nhung ơi, mỗi lần mà Nhung thấy mấy chị Cẩm với lại chị Ngân đi phát đồ ăn đó, thì Nhung có vui không? Vui hả? Rồi hổng gài là Nhung nhớ là Nhung đi nhận bao nhiêu lần thức ăn chưa? Chưa nữa. Chưa nhớ nữa hả? Rồi hôm qua Nhung nhận gì, Nhung nhớ không? Nhớ. Nhận gì vậy? Cơm. Cơm hả? À, ừ. Trong những cái phần thức ăn mà mấy chị phát đó thì Nhung thích nhất là món gì? Món trứng. Trứng hả? À thích nhất là món trứng, thích cơm trứng lắm hả? Thường á là Nhung lấy một phần về cho Nhung nè, rồi Nhung lấy cho ai nữa? Cho mẹ con, cho anh Đạt nữa. Cho bà nè, mẹ con rồi cho Đạt nữa, ngoài ra còn cho ai nữa? Cho nội nữa. À, tại sao Nhung phải lấy cho bà nội? Cho bà nội nữa. Sao bà nội không tự đi mà Nhung phải đi? Cho kêu anh Đạt chở con đi. À, kêu anh Đạt chở con đi. Nhưng mà bà nội bị sao mà Nhung không phải đi lấy cho bà nội nè, Nhung nói cho chị biết đi. À, Nhung mua cho bà nội, ngồi bà nội dặn cho con luôn á. À, bà nội em mà bị tai biến năm nay là bao nhiêu năm rồi? 9 năm rồi, là ở nhà chăm sóc chắc là cực lắm á. Giờ bà đâu rồi? Kìa bà ra. Con chào bà. Con chào bà. Bà ra đây với tụi con nha bà. Đạt. Đạt cái đây nè Đạt. Với chị nè. Không chịu. Nay tụi con đến thăm nhà của chị nè, cùng với lại bé Nhung. Dạ. Bà tự đi được không ba? Không, đi ra Vịnh Vịnh. À, hèn gì mỗi lần á mà Nhung đi nhận thức ăn á là Nhung cứ lời đòi lấy cho bà. Bà ra đi Nhung. Nhung, lại dắt bà ra. Lại dắt bà ra. Thôi, để nó đi. Rồi, bà có thể ngồi ở đây hay là bà phải ngồi trên giường? Ngồi đâu cũng được. Dạ. Bà ngồi trên giường đi nha bà. Dễ đứng không? Bé Nhung là chừng nào mới đi học vậy hả chị? Tụi trường tới mới gửi à? Tụi trường tới mới gửi thôi. Con ra trường gái. Ở nhà có ngoan không ha? Ngoan. Ngoan. Thôi được rồi Nhung.
bắt không con, bắt đi. Đừng bắt, đừng bắt. Ở đây chị nè, đừng bắt. Quá trời ngoan luôn. Hôm nay thì tụi em đến thì cũng tạo rất là nhiều sự bất ngờ cho cả gia đình của chị nè, rồi bà với lại cả bé Nhung nữa. Tại vì có một vị mạnh thường quân đó, đó là chú Vinh Alan, thì thấy bé rất là dễ thương luôn. Mỗi lần mấy chị em đi phát quà đó thì bé cứ ra nhận quà, lúc nào cũng chạy ra hết và rất là dễ thương nữa. Nên là chú có một cái món quà muốn dành tặng đến cho bé Nhung. Bé Nhung, bé Nhung, qua đây ngồi đi, cô sẽ tặng quà, chị sẽ tặng quà cho em. Đây, có một chú là chú Vinh Alan đó. Nhung ơi, Nhung, Nhung, Nhung. Có một chú là chú Vinh Alan đó, có một cái món quà muốn dành tặng cho Nhung. Nhung thấy vui không? Chơi cho sữa sôi. Hả? Sữa sôi. Sữa sôi. À, sữa hay là sôi hả? Không, không có tặng sữa hay là tặng sôi. Tặng tiền đó. Wow. Bé biết tiền chưa ha? Chưa, chắc là chưa đâu ha. Dạ. Nhung bây giờ nè, Nhung muốn mua cái gì? Mua bánh. Mua bánh hả? Ngoài bánh ra Nhung có muốn mua quần áo mới không? Mới. Rồi mua giày dép không? Mua được. Mua luôn. À, cái món quà này dành cho Nhung nè, là Nhung có, mẹ có thể mua cho Nhung một ít tập sách để mà mình học từ từ nè, rồi mua màu tô, rồi mua bánh nữa. Cô học chung anh Đạt. À đúng rồi. Rồi đây là phần quà mà của chú Vinh Alan gửi đến cho em nha. Bây giờ chị đưa cho mẹ để mẹ mở ra nha. Chịu không? Rồi gửi cho mẹ, mẹ mở ra đi nha. Wow. Con không thương mẹ thì con thương hai chị nha. Wow. Cảm ơn cô đi. Không ai ngờ. Giỏi quá. Rồi. Dạ được rồi ạ, được rồi ạ. Dạ, thì đây là cái món quà là số tiền 2.300.000 đồng của Mạnh Thường Quân là chú Vinh Alan gửi đến cho gia đình của chị, đặc biệt là cho bé Nhung nha. Chị gửi đi lời cảm ơn đến chú đi nha chị. Rồi, cảm ơn chú Vinh luôn. Dạ. Dạ. Rồi giờ Nhung nói cảm ơn, thôi Nhung kêu bằng ông đi, Nhung nói cảm ơn ông đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Chúc ông nhiều sức khỏe. Nói đi, chúc ông nhiều sức khỏe. Rồi, con sẽ cố gắng. Rồi con đứng rồi, con sẽ cố gắng. Ca lại cho hai cô. Rồi bây giờ con ca ông bài đi nha. Cha ba ơi, ba. Cha yêu bà lắm. Tóc bà trắng, thì trắng như mây. Hay quá. Cha yêu bà, cá nắp bàn tay. Ôi, có gì nữa? Ba nữa. Ba ơi, ba cháu ngủ hoài. Chưa có trường. Bây giờ là ba ơi. Rồi, chào cả gia đình nha. Tụi con đi về đây. Rồi, chúc Nhung nhiều sức khỏe, chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ. Rồi con chào ông đi. Con chào ông. Dạ. Con với lại Ngân cũng xin cảm ơn chú nhiều lắm vì đã quan tâm đặc biệt đến bé Nhung. Chúc cho chú luôn luôn có nhiều sức khỏe nha chú nha. Tụi con chào chú, chào các bạn nha. Bye bye.